Hoàng Gia xin mến chào các bác ạ. Hôm nay thì em vừa mới hoàn thiện xong được ba chiếc đầu băng cối này của ba bác khách đến từ ba tỉnh thành khác nhau. Đây là những chiếc đầu băng cối nó dùng trong quá trình dùng nó lâu năm rồi thì cũng cần bảo dưỡng. Rồi có những cái bệnh nó phát sinh trong quá trình mình sử dụng. Thì đây là ba chiếc đầu băng cối em đã hoàn thiện xong, đã chạy xong và đã test xong rồi. Đấy thì em cũng tiện thể làm cái video này để mà mời bác khách có gửi ba chiếc đầu băng cối đây xem và cũng như là chủ động liên hệ, vì có một số bác là em cũng đã liên hệ rồi, có một số bác là em cũng chưa liên hệ. Thì bác nào mà xem được video này thì chủ động liên hệ, một là báo xe đến đấy, hai là gửi bưu điện hoặc là gửi xe khách như nào thì các bác cho em cái ý kiến để em đóng hàng và cũng như là để em chuẩn bị để gửi cho các bác. Vâng ạ. Chiếc đầu băng cối thứ nhất là 6.100, thì cái chiếc máy này ấy, thì nó bị nổ đèn kích các bác nhé. Khi bật nguồn lên ấy, cái đồng hồ vu này nó sẽ cứ vẩy 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 này, đấy nó bị một cái vế bên tay phải. Đấy, thì thông thường đấy bọn em sẽ làm cả hai vế, được chưa? Để tránh trường hợp làm xong vế phải thì vế trái sau này nó lại bị thì mình lại mất công đúng không ạ? Thì thông thường là chi phí này nó cũng chả hết bao nhiêu, là em sẽ làm cả vế phải luôn cho các bác, làm cả hai vế luôn, được chưa? Đã bị một vế thì làm cả hai, thì như thế là các bác về nó chạy nó cân tiếng, thứ hai là nó không bị cái vế còn lại. Đấy thì đây nguyên tắc là làm như thế để vừa yên tâm cho các bác và cũng như là các bác không bị mất chi phí lần nữa và cũng như không không phải bê đi bê lại nhiều, nhất là những bác ở xa. Chiếc đầu cối này bác em nhớ là bác cũng ở khá xa, bác có nhờ người mang đến đây. Đấy, đầu cối tách 6.100. Đấy, chỉ có một cái bệnh duy nhất đấy thôi. Nói về cái bệnh nổ đèn kích thì đầu cối thì rồi âm ly con nào rồi cũng sẽ bị thôi các bác nhá. Nó không bị vế trái thì nó bị vế phải, mà không bị vế phải nó bị vế trái, thậm chí nó bị cả với hai vế. Để trường hợp nhận biết thế nào bị nó nổ đèn kích thì các bác chả cần, rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần bật nguồn lên phát là kim nó vẩy luôn, nó vẩy 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 này, mà khi các bác cắm ra loa thì nó có khi là nó sột ra loa, nó khi hỏng loa vì cái kim vẩy cường độ rất là cao, nó vẩy có khi tới cả vạch đỏ đấy. Đấy thì những cái bệnh đó là bệnh đèn kích à. Nó do những con đèn kích nó bẩn chân, lâu ngày nó bẩn chân mình thay đi nó hết. Đấy là bệnh ngoài da của những dòng đồ đèn cối thôi, đầu băng cối nào cũng có cái con đèn kích đó thì con nào cũng phải thay, không trước thì sau các bác nhá. Còn con nào đang dùng được thì cứ dùng, con nào có bị thì nô ta thay. Nói chung đây là những bệnh ngoài da, không có gì, không phải là ung thư nên là không sợ các bác nhá. Tiếp theo là một con tích 74070 của một bác khách. Đấy, con này của bác ấy là có hai bệnh. Đấy, một bệnh là không chạy này, tua thì chậm. Đấy, bệnh không chạy luôn, tức là gì ạ? Cái bệnh không chạy này của bác ấy thì là khi mình bật nguồn lên càng những bình dâng rồi cái con lăn này nó vẫn hít được. Đấy, nhiều bệnh là nó không chạy là do con lăn này không hít lên được, được chưa? Nhưng bệnh này là con hít được nhưng mà không chạy thì cái trục này lại không chạy, vì bình thường cái con băng nó chạy không thì cái trục nó mới quay, cái bánh trục này thì cái con này nó bị đứt dây cô loa. Một là bệnh đứt dây cô loa, hai là gì? Chạy chậm là gì? Do tụ. Đấy, thì tụ nó em cũng chia sẻ nhiều video rồi, như là nó tụ đề, nó như tụ quạt ấy, nó chạy chậm thì nó là sai tốc độ đúng không ạ? Thì có tụ nó lâu ngày ấy, nó chạy chậm nó do sai tốc độ và nó do sai thông số của tụ thì mình thay con tụ khác hoặc bồi một con tụ khác vào để đảm bảo đúng cái thông số của nó là nó chạy bình thường thôi. Thì hai cái bệnh này là đã xong, một là bệnh không chạy, hai là bệnh chạy chậm. Đấy, ví dụ như chạy chiều ngược hoặc tua chiều ngược bị chậm thì cái bệnh này cũng đã xử lý xong. Thì đây này cũng là những cái bệnh rất là bình thường thôi, không có gì phức tạp cả, với những dòng máy phổ thông như thế này thì nó rất là bình thường. Đấy, tất nhiên là nó bình thường với những thợ giỏi, còn nếu bình không bình thường với những cái thợ là chúng ta không biết làm. Đấy các bác nhá, đấy cái câu chuyện ở chỗ đó. Và chiếc này là con chiếc tàu tự hành Sony 730D của 630D à 630 ạ, TC630. Đây là của một bác khách ở bác có ghi trên này này, bác Dũng ở Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bác cũng có gửi xe và nhờ thôn 11 xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tình trạng của máy đang nghe thì thấy nổ bụp một tiếng, bốc khói, không ra tiếng nữa, mặc dù băng vẫn chạy. Đấy, bác nghi rất là rõ bệnh này. Đấy, với những bác nào mà cẩn thận như này rất là tuyệt vời. Có cả địa chỉ, số điện thoại, rồi là ghi, quan trọng là ghi rõ bệnh như này thì thợ bọn em làm rồi cứ thế mà làm thôi. Bác nha, còn nếu mà không ghi thì đúng là khó đấy. Các bác có bệnh gì các bác phải ghi rõ ràng ra. Càng mô tả chi tiết bao nhiêu thì bắt bệnh nó càng chính xác bấy nhiêu, giống như mình đi chữa bệnh thế thôi. Mình phải mô tả cho bác sĩ thì bác sĩ mới bắt nó chính xác được, chứ nếu mà mình mô tả nó chỉ là chung 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 nó không cụ thể thì đúng là không thể là mình có thể chỉnh và chữa được nó chính xác hết 100% được. Có những chiếc đầu băng cối này chạy nóng mới bị đấy, có những chiếc đầu băng cối phải chạy hai mặt băng mới bị, thì các bác phải ghi rõ là chạy hai mặt băng hoặc là chạy sau 30 phút hay chạy sau một tiếng mới bị chậm, mới bị ê à hoặc là như thế nào đó, các bạn ghi ra.
Chứ còn nếu các bác nói chỉ nói là không chạy hay là như thế nào thì bắt bệnh rất là khó. Vì có những con khi về đến đây nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà trong quá trình test để biết à chạy 5 tiếng hay 4 tiếng hay 3 tiếng hay 30 phút nó mới phát sinh vấn đề cơ, thì các bác phải nốt rõ rồi đấy. Đấy, chứ còn nếu không như bọn em bình thường về là cứ cắm lên là chạy và ô trong máy bình thường mà sao các bác lại bảo lỗi thì nó khó. Các bác phải nói rõ là những cái máy mà nó không rõ nguyên nhân đi các thì là test và sửa cực khó. Những con nào nó thể hiện bệnh luôn, rõ ràng luôn, từ lúc cắm điện phát nó thể hiện luôn thì làm cái máy nó rất là nhanh và nó hiệu quả. Còn máy lại 5 phút bị một lần, 10 phút bị một lần, tiếng sau bị một lần thì thực sự là khó để mà giải xử lý được cái máy đấy. Thì trước này là nó bị cái vấn đề là đang chạy bốc khói, đúng không ạ? Băng vẫn quay thì cái bệnh này cũng xử lý xong rồi các anh nhá. Đấy, cũng xử lý xong hết rồi. Thì bác nào có xem được video này thì các bác ba bác hãy chủ động liên hệ cho em nhá. Bác Dũng này em chưa gọi đâu. Tí nữa em sẽ gọi này. Bác này gọi rồi chưa đến đấy này. Đấy, bác này thì gọi rồi cũng chưa thấy đến đấy. Đấy thì ba bác nhanh đến giải quyết để không cái vấn đề để hàng đấy nó nhiều, hàng nó về rồi hàng các bác mang đến sửa nữa rất là nhiều. Trong ý đó cửa hàng thì nó có giới hạn diện tích thôi. Thì các bác thông cảm, máy đã chạy rồi, đã test một ngày rồi thì đã coi như là ổn định rồi. Thì các bác vui lòng đến liên hệ sớm để đến đón về. Đấy. Mà không đón về thì có để bán thanh lý thì để báo em một câu thì em sẽ thanh lý luôn. Đấy, thì tùy các bác. Đấy, thì chia sẻ với các bác như thế. Và đây thì hôm nay cũng tiện thể thì cũng làm được mấy cuốn băng gửi bác khách luôn, thì quảng cáo luôn cho các bác. Bole Moden, Duy Khánh, Thanh Tuyền, nhạc trước năm 75 các bác nhé. Thanh Tuyền 1. Cuốn Duy Khánh thì vừa mới ra đây, nhạc sau năm 75 các bác nhé. Tác phẩm ở tiếng hát Moden Talking, những ban nhạc nổi tiếng của thập niên 80, Bole cũng thế. Đấy. Thì đây là những cái chương trình đang làm cho bác. Đây lại còn hai cuốn băng cuối này nữa. Đấy, hôm nay làm cho hai bác, mấy bác trong Sài Gòn. Rất làm nhiều, rất là nhiều băng. Thanh Tuyền 2, mặt này là Thanh Tuyền 1, tiếng hát Duy Khánh số 1 và Chế Linh 1. Đây bác lấy xương xịn Akai, hôm qua vừa lên 3 cặp rưỡi xương Akai thì bác chốt 2 cặp luôn, tức là 4 cái. Đấy, còn có 3 cái nữa thôi. Đấy, xương Akai xịn các bác nha. Dây Scott xương Akai xịn. Dán bìa mắt đầy đủ cho các bác. Đấy. Được chưa? Đây, hàng xịn của các bác, xương xịn, băng đã thâu xong. Còn một cuốn nữa đang thâu dở. Ủa, cái gì đây? Bác lấy 3 cuốn các bác nhá. Bác lấy 3 cuốn. Đấy. Còn về băng ấy thì đây, liên tục về thêm băng để phục vụ các bác. Tất cả những dòng băng cassette. Băng cassette thì xin thưa các bác là không phải lúc nào các bác cũng muốn loại này, muốn loại kia nó có đâu ạ. Thực ra em rất muốn phục vụ các bác. Nó hoàn hảo, không ai muốn là phục vụ nó lem nhem đâu. Vì mình lấy tiền của khách hàng là phải lấy được nhiều tiền và nhiều lần, chứ không phải là lấy một lần là thôi. Nên là những cái xương cái băng này ấy, thì có những đợt nó về Max Sen, nó có nhiều loại. Max Sen thì 90 phút thì có rất nhiều loại. Tape 2 nó nhiều loại, nhưng ví dụ đây là Max Sen Tape 2, nhưng nó thuộc là Max Sen dạng là gọi là oval. Các bác nhìn nó hình oval, quả chám đúng không ạ? Đấy, nó vẫn là Max Sen các bác nhá. Đấy, nó vẫn là Tape 2. Đấy, bởi vì bên em là chỉ làm băng Tape 2 thôi, băng Tape 1 em không làm. Chưa? Các bác thích rẻ thì mua băng tiếp 1, còn bên em thì không bán hàng rẻ. Đấy. Model của nó XL2 là mã 90, Max Sen XL290 tiếp 2. Đấy, CRO2. Đấy. Tiếp 1 hay tiếp 2 thì các bác phân biệt rất là dễ thôi. Máy mà đọc được chế độ thì các bác bỏ băng phát nó nhận luôn, nó biết là chế độ nào ngay mà. Đấy. Thì đây là những cái băng 90 phút, tức là 45 phút một mặt. Thì tất cả những cái băng như thế này em đang làm chương trình là 250 một cuốn. Dạ, 250.000 một cuốn băng. Đấy, ví dụ như làm cho các bác như này là 250.000 một cuốn này. Kể cả băng xương TDK này anh thấy nhá. TDK này băng rất hay này. Và rất đẹp luôn. Này em cũng đang làm 250 một cuốn này. Đấy. Được chưa? Đây Max Sen đây, đây cũng Max Sen, cũng 250 một cuốn, cũng tiếp 2. Đó. Con này là XN2 là mã S. Đấy. Còn đây là XL2 là mã không có S. Được chưa? Thực ra nó chả khác nhau gì đâu ạ. Nó chỉ khác nhau cái vỏ thôi, không có khác nhau gì nhiều đâu. Thì chất lượng âm thanh nó hay là ok rồi. Đấy thì em cũng chia sẻ bác nào làm muốn làm các set thì liên hệ nhá. Em lại phục vụ các bác các set băng cối CD đầy đủ luôn. Được chưa? Đấy. Rất nhiều. Các thích xương xịn thì em cuốn vào xương xịn, còn các bác thích vào xương lô em cuốn xương lô. Cứ theo yêu cầu của các bác thôi. Đấy. Cứ yêu cầu như nào thì em làm như thế. Đấy. Cảm ơn các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bác nào có nhu cầu
cần cân chỉnh đầu băng cối, sửa đầu băng cối, đầu CD, đầu cassette gọi là tép đấy ạ. Các bạn nghe đầu tép nhá. Đấy, đầu deck đấy, gọi là đầu deck cassette đấy. Thì liên hệ làm các chương trình băng cassette, băng cối, CD, kể cả các bác mua băng trắng này, về tự thâu em cũng bán các bác nha. Cái băng cối trắng các bác mua thâu em cũng bán. Nói chung là các bác cần cái gì em bán cho các bác đó. Các bác về tự trải nghiệm, đúng không ạ? Tự trải nghiệm. Đấy, bảo dưỡng đầu băng cối, sửa đầu băng cối, CD, đầu tép. Đấy, và ngoài ra thì tư vấn những cái sản phẩm audio. Thì bác cần, các bác cần cái nhu cầu gì cứ liên hệ số trên. Và lưu ý là rút điện thoại và lưu ngay cái số này của em vào trong máy nhá. Kết bạn Zalo số này luôn và lưu lại trong máy ạ. Biết đâu thì có lúc các bác sẽ cần đến em và em sẽ hân hạnh được phục vụ các bác. Được chưa ạ? Vâng ạ, 0975888409, địa chỉ gà ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy. Website là hoanggiaaudio.vn. Các bác có thể vào cái website là hoanggiaaudio.vn. Trên này em còn chia sẻ rất nhiều các bài viết về đầu băng cối và băng cối, các chương trình sản phẩm em cũng up lên đấy khá nhiều. Đấy. Các bác nha, các bác có thể vào cái trong cái trang hoanggiaaudio.vn trên website đấy, các bác vào đây thì sẽ có hình ảnh sản phẩm này, có những cái bài viết này, có những cái bài chia sẻ này. Các bác có thể có thời gian các bác vào đấy các bác đọc. Ngoài ra trên đấy có video của bên em nữa, video ở trên kênh YouTube em đưa về nữa. Đấy, thì sau này em sẽ làm một cái bài chia sẻ nhạc vào cái web này nữa. Em sẽ tặng các bác những cái chương trình nhạc hay, em sẽ đưa lên đó và các bác vào cái web này, các bác download cái nhạc về, các bác có thể nghe các bác nhá. Đấy, sẽ chia sẻ với các bác. Đây là một cái web chia sẻ và cũng như là bài viết kinh nghiệm, rồi cũng như là những cái nhạc các bác nhá, cái nhạc để các bác thích, các bác nên download về nghe. Cảm ơn các bác, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của bên Hoàng Giao Đồ ạ.